Bây giờ cho em hát một ca khúc này nữa đi. Chúng ta sẽ tới bài Thương Lắm Mình Ơi nhá. Mình ơi, mình đau rồi mình ơi. Telotrimina, men ống vi sinh cho đường ruột khỏe. Hay quảng cáo trên mệt quá. Tiêu hóa do mất cân bằng hệ khuẩn ruột. Chỉ thích ngon ăn via tơi, em thích câu đó. Cảm ơn các chế, cảm ơn các tình yêu của em rất là nhiều. Sẽ thật mạnh nha các chế ơi. Bây giờ, một ca khúc mà có lẽ là em bị chửi rất là nhiều. Đúng thật đi tất cả cái mọi người là ca khúc rồi tới luôn á, là ca khúc này á, nó rất là vui. Cũng không, Lan Vy cũng không tính cover đâu, nhưng mà tên thấy nó vui quá mà fan thì mọi người yêu cầu rất là nhiều để hưởng ứng ca khúc này, thì Lan Vy cũng đáp ứng cho mọi người hát cho nó vui thôi. Chứ thực sự là ca khúc này không hợp với em tí nào cả, nhưng mà cái lúc đó thì tập buổi chiều và buổi tối hát luôn, nên là có một số vấn đề nó cũng chưa có trọn trịa cho lắm, nên là mọi người chửi rất là nhiều. Mặc dù chửi nhưng mà giờ hát thì hát. Ok đúng không ạ? Giờ tiếp tục nhé. Rồi tới luôn. Chửi thì chửi là nghe nha chế nha. Bạn tâm gì nhỉ? Xót thứ ok. Rồi tới luôn. Tới luôn bà con ơi. Hát bài trong